Chào các thầy cô, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các thầy cô một cách làm đề trắc nghiệm trực tiếp từ file PDF hoặc là file Word trên Google Form. Chính xác đó là trên Google Form kết hợp với Google Slide, tức là một cái ứng dụng trong cái hệ sinh thái của Google. Thì trước đây ta làm đề trắc nghiệm á, thì chủ yếu là phải muốn làm nhanh thì phải chuyển nó thành file ảnh. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô có thể làm trực tiếp từ file PDF và file Word được. Đấy, thì trước khi đó thì tôi sẽ trình diễn cho các thầy cô một cái đề mà tôi đã làm. Đấy. Nó như thế này. Đây các thầy cô thấy không, cái đề tôi đã làm là cái trang D một bên và cái phiếu trả lời trắc nghiệm nó nằm ở một bên. Đấy, từ hình thức là kiểu này. Đấy, và tôi làm cái file này là từ cái file D này, tôi không phải chuyển lên file ảnh mà tôi làm trực tiếp từ file PDF luôn. Thì nếu mà các thầy cô mà hứng thú thì có thể làm theo cách này cũng được. Đấy, thì tôi cũng khuyến cáo thầy cô nên dùng cái hệ sinh thái Google, là bởi vì nó là ổn định lâu dài và nó chạy nó mượt mà. Chứ còn cả có rất nhiều cái trang để làm đề trắc nghiệm, ví dụ như Ajota hay là sắp class room chẳng hạn, nhưng mà những cái trang đấy thì chắc chắn nó không ổn định bằng Google được. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách làm như sau. Đầu tiên là các thầy cô vào Google Drive hoặc là Google Form được, nhưng mà tôi ta cứ làm từ Google Drive đi. Ta bật lên. Sau đó ta, ví dụ như tôi đang làm, hãy thường làm thư mẫu này nên tôi vào là chỗ form mẫu này. Rồi, việc đầu tiên là các thầy cô phải tạo một cái phiếu trả lời trắc nghiệm riêng. Đấy, tôi ấn chuột phải ở chỗ Google biểu mẫu. Đấy, tôi chọn cái biểu bài kiểm tra trống hay là biểu mẫu trống cũng được. Tạo và chia sẻ. Rồi, thì bây giờ các thầy cô sẽ đánh cái tiêu đề của cái này vào, như là trắc nghiệm toán 12. Đấy, cái phiếu tên là như thế. Rồi thì ta cũng bắt học sinh phải ghi họ và tên điền đầy đủ vào. Họ và tên. Chọn trả lời ngắn. Ta bắt buộc. Rồi tiếp. Lớp cũng trả lời ngắn, cũng bắt buộc. Rồi nếu mà thêm trường thì các thầy cô có thêm trường vào, nhưng mà thôi ta chỉ chứng nghề trúc trường nội bộ thôi mà. Bây giờ ta thêm vô cổng. Rồi cái chỗ này là cái chỗ trả lời trắc nghiệm của thầy cô này. Các thầy cô thêm vô cổng rồi thì chỗ này nhá, các thầy cô đánh là phiếu trả lời. Bên này là chọn lưới trắc nghiệm. Lưới trắc nghiệm thì ví dụ như là tôi tạo cái đề bao nhiêu câu cũng được, nhưng mà tôi tạo mẫu nhưng tôi xin phép là tạo cái đề 10 câu thôi. Cho nó gọn. Câu 1, có 10 câu rồi. Thì bây giờ trắc nghiệm này thì người ta cho lựa chọn bao nhiêu phương đáp án được, nhưng mà thường là đáp án của ta là có 4 phương án. Thì ta sẽ sang bên hàng cột này, cả thầy cô này, ta đánh 4 phương án A, B, C, D. Đấy. Thì khi mà như thế này thì A, B, C, D nó hiển nhiên nó mặc định cho tất cả 10 câu này đều như thế cả. Như vậy là xong về nào. Rồi đến bây giờ là đến cái phần là bốn, cái này là trả lời trắc nghiệm của một cái bài kiểm tra. Thì ta vào chỗ phần cài đặt. Ta đặt làm bài kiểm tra. Đó. Còn trong cả cái chế độ sau này các thầy cô để mặc định thì cũng được. Tùy. À. Rồi. Đấy, sau khi bây giờ ta sẽ làm đáp án. Đáp án thì các thầy cô xem thì trong cái đề ấy, 10 câu của nó là đáp án như thế nào, thì các thầy cô điền đây vào cho mục đáp án này. Đấy, chọn nếu như câu 1 là A thì các thầy cô mình nhìn và đánh trước, tức là vì làm đáp án trước mà. Đấy. À, đấy, tôi làm một cái đáp án này. Rồi, sau khi đủ rồi thì tôi sẽ nó còn câu này nữa. Cho nó A luôn đi.
Đây là tôi. Xong. Thì các thầy cô phải nhìn vào cái đề để ra đáp án. Như vậy là cái tạo phiếu trả lời trắc nghiệm đã xong. Bây giờ ta sang cái phần phần 2. Là phần D. Phần D thì các thầy cô quay lại cái Google Drive cái này á, bây giờ ta sẽ tải cái đề PDF lên hoặc là đề Word lên. Ví dụ tôi đã làm sẵn cái đề PDF rồi thì tôi ấn vào chuột phải này. Chọn tải lên. Rồi, cái đề của tôi là đề mẫu. Đây các thầy tôi mở cái đề trong máy tính cho các thầy cô xem này. Thấy chưa? Các thầy cô thấy cái đề đây chưa? Là phải PDF nhá. PDF này. Đó, 10 câu này. Đó. Đây. Bây giờ tôi tải lên Drive rồi. Xong. Bây giờ tôi xem thử là cái chia sẻ như thế nào. Đây, chia sẻ cho ai kết nối internet và có đường link thì được rồi. Xong. Ở cái trắc nghiệm toán 12 đây. Chia sẻ xem thế nào. À cũng như thế được rồi. Còn nếu mà không chia sẻ thì các thứ bật chế độ chia sẻ lên, mà thường có cái hình người đây này. Là chia sẻ rồi, còn ví dụ như trên này thì chưa mới có thầy cô này. Những cái này là chia sẻ, ai nhận được link nó đều vào được cả. Thì bây giờ ta sẽ sang cái phần làm đề, làm bài đấy. Thì các thứ ấn chữ sai. Các thứ ấn lên cái chỗ cái chỗ trình duyệt đấy, ấn sai. Thì chấm google.com, sai chấm google.com, các thứ cô thấy đấy chưa? Và tôi vào đây. Thì nếu nó chưa đăng nhập thì các thứ đăng nhập đúng ghi Gmail cái này, còn thường thì nó sẽ mặc định đăng nhập cho mình luôn. Mình đăng nhập Gmail nào thì cái site nào đó nó vào theo Gmail đó luôn. Đấy. Rồi, các thứ có ấn vào chỗ. Đây, ngay chỗ cho cộng đầu tiên này luôn. Ấn vào đây. Thì nó sẽ hiện ra cho mình một cái trang như thế này. Thì cái tiêu đề trang này á, thì chính là cái tên bài kiểm tra, như bài kiểm tra 45 phút chẳng hạn. Cái đó quan trọng lắm, các thầy cô đặt cái tên gì đó chứ gì 5 phút của lớp nào đó chẳng hạn để cho nó bài kiểm tra 45 phút chẳng hạn đấy. Rồi xong cái phần đầu tiên, cái phần này mới quan trọng, các thầy cô này, phần này các thầy cô mình nhìn nó phía tay phải cái chữ bố cục, cái bố cục đấy chứ. Thì bố cục ấy, thì các thầy cô sẽ có rất là nhiều bố cục, nhưng mà vì ta làm đề giống như của tôi khi nãy á, tôi đã chia làm hai trang thì tôi chọn sẽ bố cục này, bố cục là hai cái trang riêng biệt này, hai cái cột, thì một cột là đề và một cột là đáp án, tôi chọn vào đây, ấn vào đây, đó thì lập tức nó sẽ hiện ra cái này. Thì bây giờ tôi muốn đặt đề bên trái thì tôi sẽ ấn vào chỗ cộng này, tôi đây có tải lên này, chọn hình ảnh này và từ drive, tôi sẽ chọn từ drive. Vì tôi đưa lên D lên Drive rồi. À, khi này là tôi bỏ trong cái form mẫu. Mẫu đây. Và chèn. Đặt cái gỗ để D xuất hiện đấy chưa? Rồi, ta kéo xuống tí cho nó đầy trắng. Rồi, xong. Còn bên này là để phiếu trả lời trắc nghiệm thì ta sẽ ấn vào chỗ cộng, ta cũng từ ra ra thì cái tên của phiếu của ta cái này là gì thì ta chen nó vào thôi. Thì cái tên phiếu của tôi cái này là trắc nghiệm toán 12 này. Đây trắc nghiệm toán 12 đây. Đó, và các thầy cô cùng kéo một tí xuống cho nó. Đó. Đây cô thấy chưa? Kéo xuống thì nữa mới xem cái câu trả lời đứng. Ở cái phần dưới này tôi xóa đi cho nó bởi cho nó gọn gàng đó.
Rồi thì xong người ta thử xem là cái bố cục xem nhá, để hợp lý cho người ta sẽ xuất bản. À, thầy cô thấy chưa? Đấy, một bên là D, một bên là phiếu đất trắc nghiệm. À. Thì khi học sinh làm bài thì học sinh nhìn đây bên này và làm bên này, nhìn làm A, B đấy, chọn phương án nào đó. Đấy. Rồi. Như vậy là về mặt hình thức của ta là xong. Bây giờ cái việc tiếp theo là ta cũng làm giống như Google Form á. À, là xong rồi nha. Bây giờ ta sẽ có này, các thầy cô thấy cái chữ công bố đấy chưa? Tức là cái chữ xuất bản đấy, các thầy cô sẽ ấn đây cái chữ công bố này, các thầy cô ấn vào đây. Rồi thì lập tức xuất bản đến cái lên web hay là gì đó thì các thầy cô đánh một cái chữ gì đó, ví dụ 12 A3 chẳng hạn, 6 chẳng hạn. Rồi. Thế thôi. Địa chỉ được sử dụng rồi thì cũng được. Bây giờ ta sẽ 12 thì nó chặt mình mà 6 1 chẳng hạn. Đấy, tức là cái tên này như thế và công bố. Rồi sau khi công bố rồi á thì các thầy cô muốn học sinh làm như thế nào, các thầy cô sẽ đẩy vào cái chỗ sao chép đường liên kết để thấy không. Đấy, các thầy cô sẽ sao chép cái địa chỉ này đó, và các thầy cô sao chép cái này gửi cho học sinh, thì học sinh này nó sẽ làm được. Chẳng hạn như tôi sẽ làm học sinh chẳng hạn nha, tôi vào một cái đây chẳng hạn như tôi quyết thế này. Đó, các thầy cô thấy chưa? Thì tôi cũng phải cũng phải họ và tên là Văn A chẳng hạn. Rồi cùng là lớp 12 A6 chẳng hạn. Rồi sau đó tôi làm thôi, tôi làm bài. Rồi làm xong rồi thì tôi gửi. Và xem điểm số chẳng hạn. Đấy, như vậy tôi sẽ làm được điểm là 5 đến đến 11. Đó. Đấy, các thầy cô thấy chưa? Tức là cái cách làm này thì nó hơi lâu một tí nhưng mà nó cũng cũng khá là đẹp tiền. Và giúp cho, và đặc biệt là có thể tải luôn file PDF hoặc file Word lên chứ không nhất thiết phải chuyển thành file ảnh giống như cái cách làm đề trên Google Form khác. Đến đây là tôi đã hướng dẫn các thầy cô cái cách tạo một cái đề thi ở trên Google Form từ file PDF và file Word. Xin cảm ơn các thầy cô, chúc các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.